Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn của chương trình phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, lồng ghép giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án và nguồn vốn khác. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng và phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cấp huyện sử dụng nguồn vốn của chương trình theo quy định của Ủy ban dân tộc gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban dân tộc tỉnh để tổng hợp, thời gian hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn cấp xã ra soát lựa chọn danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng trên địa bàn xã phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, thực tế của từng xã để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm hoặc đột xuất nếu có về tình hình kết quả thực hiện gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định